Mến chào quý vị, Phương Thí rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây là những tin chính được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, cuối tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của một thành viên nội các Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lon Austin đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Theo thông tin mà Tin Mới ghi nhận được, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc hội đàm tập trung vào hợp tác quân sự và an ninh giữa hai nước cựu thù. Cụ thể, hai bên đã bàn việc Mỹ sẽ cung cấp thêm các tàu tuần duyên cho Việt Nam. Bên cạnh đó, khả năng lớn một hàng không mẫu hạm thứ 3 của Hoa Kỳ sẽ sớm đến thăm Việt Nam trong thời gian tới để thể hiện mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn giữa hai nước. Thông tin này phần nào đã khiến chính quyền Trung Quốc có những e dè nhất định, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang diễn biến theo chiều hướng không mấy tốt đẹp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con tàu tuần duyên Mỹ chuyển giao cho Việt Nam có điều gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho Trung Quốc có đôi phần hoang mang đến như vậy nhé. Các bạn thân mến, sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức lên nắm quyền, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu USCGC John Midgett cho Cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu CSB 8021. Đây là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 2 của Mỹ được bàn giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA. Quá trình bàn giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô. Đây là thuộc khoản viện trợ an ninh mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Một tờ báo có trụ sở tại bang Washington, Mỹ công bố những hình ảnh cho thấy tàu CSB 8021 đang tiến hành chạy thử trên vịnh và các vùng nước gần bờ. Con tàu đã được sơn lại màu trắng với số hiệu 8021 ở mũi tàu, cùng dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam và Việt Nam Coast Guard dọc hai bên sườn. Ống khói cũng đã được sơn quốc kỳ. Tàu chính thức treo cờ quốc gia Việt Nam từ tháng 8 năm 2021, có chiều dài 115 m, chiều rộng là 13 m, với lượng rãn nước hơn 3.000 tấn, được trang bị 2 động cơ tua bin khí và 2 động cơ diesel. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa là 54 km/h, cho phép làm nhiệm vụ trên biển liên tục trong 45 ngày, với tầm hoạt động hơn 20.000 km, cho biết John Midgett là chiếc cuối cùng trong loạt 12 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton đóng vào cuối những năm 1960. Năm 1991, trải qua đợt nâng cấp toàn diện về vũ khí, bổ sung thêm nhà chứa trực thăng, đại tu lại động cơ, cảm biến và cải thiện thêm về không gian sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Đáng chú ý, trước khi chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam, trong khi phần lớn radar và vũ khí của tàu đã bị tháo bỏ, thì khẩu pháo chính OTO Melara cỡ 76 mm lại là thứ được giữ lại duy nhất. Đây được cho là loại vũ khí đã khiến cho Trung Quốc cảm thấy khá e dè bởi uy lực cũng như khả năng tác chiến của nó. Được biết, pháo hạng OTO Melara do Ý sản xuất, một loại vũ khí mà khiến một quốc gia đứng đầu về xuất khẩu trang thiết bị quân sự như Mỹ phải móc hầu bao để trang bị cho tàu chiến của mình, thì cũng đủ để thấy được vũ khí này uy lực đến như thế nào, phải không ạ? Không chỉ tại Mỹ, hiện pháo hạng OTO Melara 76 mm đang được đến 38 quốc gia tin dùng. Pháo hạm này được tích hợp hệ thống radar dẫn đường ngay trong bệ pháo, điều này giúp cho việc điều khiển hỏa lực vô cùng chính xác. So với các loại pháo của Nga, Trung Quốc, pháo hạm OTO Melara có cơ số đạn ít hơn nhiều. Tuy nhiên, với chế độ tự động, OTO Melara lại không mất quá nhiều thời gian để nạp đầy buồng đạn. Về thiết kế, phóng hạm 76 mm của Nga và Trung Quốc thường chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 15 km, trong khi đó pháo hạm OTO Melara với đạn thông minh có thể bắn xa tới 40 km, gấp đôi đối thủ, và độ chính xác cũng phải đánh giá là rất tuyệt vời. Với độ chính xác được đánh giá cao, phiên bản của pháo hạm OTO Melara 76 mm còn được phát triển hơn nữa để trở thành pháo phòng không di động mặt đất. Phiên bản OTO Melara 76/62 Compact được sản xuất từ năm 1965 và đây là phiên bản đầu tiên. Phiên bản 76/62 Super Rapid bắt đầu được sản xuất từ năm 1988 và phiên bản 76/62 Stainless, phiên bản Super Rapid lắp kèm hệ thống Stainless ra đời từ năm 2008. So về mặt tính năng, bản Super Rapid có nhiều ưu điểm hơn với phiên bản 76/62 Compact như tốc độ bắn vượt trội 120 phát trên 1 phút, trong khi bản Compact chỉ là 80 phát trên 1 phút. Bên cạnh đó, ở bản Super Rapid, hệ thống nạp đạn cũng được cải tiến với tốc độ nạp đạn nhanh hơn. So với nhiều dòng pháo hạm từ AK 176 của Nga hay dòng pháo hạm cùng loại từ Trung Quốc thì pháo hạm OTO Melara của phương Tây nổi bật hơn với trọng lượng nhẹ nhưng lại đảm bảo tầm bắn xa hơn và đặc biệt phải nhấn mạnh là độ chính xác cao hơn hẳn. Tổng hợp lại với rất nhiều ưu điểm, bao gồm trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, xa và vô cùng chính xác. Pháo hạm OTO Melara hiện đang được coi là loại pháo hạm cỡ nòng 76mm tốt nhất trên thế giới. Sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận và đưa tàu CSB 8021 vào biên chế của lực lượng cảnh sát biển thì khẩu pháo 76mm này lại được tiếp tục sử dụng và là loại vũ khí uy lực nhất của tàu. Các bạn thấy như thế nào về loại vũ khí này? Có xứng đáng để Trung Quốc phải dè chừng không ạ? Comment chia sẻ quan điểm ngay dưới video này nhé! Sự uy lực của vũ khí đã là một phần khiến Trung Quốc e dè. Một yếu tố nữa không thể không nhắc tới đó là mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang ngày càng chặt chẽ hơn. Nhiều nhà phân tích đánh giá rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Lon Austin nhằm chứng tỏ rõ hơn cho cam kết cùng Washington thắt chặt mối quan hệ với Hà Nội. Được biết, hai nước đã chính thức bình thường hóa bang giao từ những năm 1995 qua nhiều đời Tổng thống đến đây vẫn tiếp tục hợp tác và ngày càng chặt chẽ hơn. Nhất là trong công cuộc đối trọng lại với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Gần đây, Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về vấn đề an ninh hàng hải. Quốc gia này đã cung cấp nhiều tàu bè, phương tiện cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, với mong muốn Việt Nam có thể tăng cường khả năng tuần tra trên biển, đảm bảo an ninh hàng hải và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Việc chúng tôi chuyển giao con tàu này, một trong những lớp tàu được đánh giá là lớn nhất trong hạm đội tuần duyên Mỹ, chính là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác song phương toàn diện, nhằm tăng cường khả năng thực thi luật hàng hải và năng lực tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper từng chia sẻ. Ngoài hai chiếc tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên đến nay, Mỹ đã bàn giao cho Việt Nam nhiều xuồng tuần tra Metal Shark. Tính từ năm 2011 tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã hỗ trợ các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam hơn 450 triệu đô la. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Trung đang trong tình trạng tồi tệ nhất và có vẻ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới đây. Căng thẳng leo thang với tốc độ vô cùng chóng mặt. Một bên là Mỹ, cường quốc đứng đầu thế giới, một bên là Việt Nam, quốc gia mà Trung Quốc đánh giá là cứng đầu, cứng cổ nhất, cũng là đối thủ đáng gờm nhất trong những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, với nhiều những chiêu bài cao tay mà Bắc Kinh không thể lường trước được. Mỹ với Việt Nam lại đang trên đà nâng cấp mối quan hệ. Đây chẳng phải là điều hết sức đáng lo ngại cho tình thế của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại hay sao? Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Chỉ cần Trung Quốc có động thái gây hấn, Mỹ sẽ sẵn sàng ra mặt ủng hộ Việt Nam và phản đối gay gắt những luận điệu của Bắc Kinh bằng cả tuyên bố lẫn hành động. Đây cũng là nước đi để Mỹ củng cố được vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại, khi mà đối trọng giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần bị thu hẹp khoảng cách, một nước đi được đánh giá là đôi bên cùng có lợi. Trước đó vào năm 2018, Mỹ còn từng bày tỏ mong muốn đặt căn cứ tên lửa tại Việt Nam nhằm mục đích đối phó với thách thức từ Bắc Kinh, phân tích một chút về lý do lựa chọn Việt Nam làm căn cứ tên lửa. Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia láng giềng, có đường biên giới chung với Trung Quốc, hầu hết các hoạt động của gã khổng lồ phương Bắc này trên Biển Đông đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của lãnh thổ ta. Với vị trí này, Mỹ hoàn toàn có thể có những căn cứ tốt để chống lại Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam còn được biết đến là một quốc gia đã từng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979. Tiềm lực quốc phòng hiện nay thì đang ngày càng được nâng cấp. Thế nên, việc liên minh với Việt Nam sẽ giúp ích không nhỏ cho Hoa Kỳ trong chiến lược chống lại sự bành trướng của quốc gia tỷ dân này. Mỹ đã thể hiện sự thành ý của mình bằng nhiều chuyến thăm tới Việt Nam, khéo léo bày tỏ quan điểm bằng cách gọi hai nước là những đối tác cùng chí hướng. Thế nhưng, lời mời đó đã bị từ chối không thương tiếc khi Việt Nam lựa chọn đứng ở thế trung lập. Chính phủ Việt Nam vẫn đi đúng định hướng đã đề ra chính sách 4-0, không tham gia các liên minh quân sự, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự Việt Nam, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và không dựa vào nước này để chống nước kia. Như vậy, để hiểu rằng thời điểm hiện tại, Việt Nam hợp tác về mặt an ninh quốc phòng chứ không có nghĩa là dựa dẫm nghiêng hẳn về phía Mỹ. Trong mối quan hệ kia, Mỹ coi Việt Nam là một nhân tố quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và Việt Nam cũng rất cần Mỹ để làm đối trọng với các tham vọng sử dụng sức mạnh, vũ lực để đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Một mối quan hệ tương hỗ, các bạn nghĩ như thế nào về mối quan hệ này? Đây liệu phải là một nước đi phù hợp với Việt Nam trong thời điểm hiện tại hay không? Để lại comment chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới video này nhé! Các bạn thân mến, để tiếp tục video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cung cấp tới cho các bạn một thông tin cũng khá là khả quan đây. Sắp tới đây, Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã gửi một thông điệp tới lực lượng tuần duyên rằng sẽ chuyển chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng sang tình trạng hoạt động đặc biệt, có nghĩa là không tiếp tục hoạt động để chuẩn bị vào giai đoạn loại biên, kết thúc hành trình 49 năm hoạt động của con tàu này. Quá trình chuyển đổi tình trạng này nhằm mục đích thực hiện các tiến trình của việc loại biến con tàu, bao gồm việc dỡ bỏ các loại vũ khí quan trọng cùng các thiết bị điện tử nhạy cảm khác, thực hiện sơn lại tàu trước khi chính thức bàn giao cho lực lượng nước ngoài. Theo trang tin Sea Power, chiếc tàu này rất có thể sẽ sớm được bàn giao cho hải quân nước ngoài. Tuy nhiên, theo một blogger chuyên viết về hoạt động của tuần duyên Mỹ Chuck Hookit thì lại cho rằng chiếc tàu này sẽ được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Nếu đây là nguồn tin chính xác thì lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận 3 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton từ Mỹ, bao gồm CSB 8020, CSB 8021 và Lloyd. Tính đến thời điểm hiện tại, những con tàu Mỹ chuyển giao cho Việt Nam CSB 8020 và CSB 8021 được coi là tàu chiến lớn nhất của Việt Nam. Hy vọng rằng sự lớn mạnh của những con tàu cũng là minh chứng trong mối quan hệ ngày càng lớn mạnh và toàn diện hơn nữa giữa Hà Nội và Washington. Bên cạnh đó, con tàu được kỳ vọng sẽ giúp Cảnh sát biển Việt Nam ngày một cải thiện hơn nữa năng lực chấp pháp trên biển. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những thông tin vừa rồi? Chia sẻ với Tin Mới bằng cách comment ngay dưới video này nhé! Đồng thời, nếu thấy thông tin hay và bổ ích, hãy cho chúng mình một lượt like, share, subscribe nha! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.